Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn dịch vụ giặt là tự động ở Nhật. Đây là một quán, đây là một tiệm giặt là mới khai trương, vẫn còn rất là mới. Mình sẽ quay một video clip giới thiệu với các bạn. Thì đây là quầy lễ tân này. Đây là quầy, trong này có phục vụ wifi miễn phí và có lắp các hệ thống camera giám sát tự động. Thế ở trong đây thì các bạn có thể nhìn thấy rất là rộng. Lần lượt đây là cái kệ để đồ trường hợp như khách bị bỏ quên này, thì sẽ để vào kệ đây cho khách. Đây là một máy bán hàng tự động, trong trường hợp khách có nhu cầu muốn sử dụng cái hương liệu làm thơm cho quần áo thì có thể bỏ vào đây 10 hay 50 100 yên 500 yên để mua, giá là 100 yên. Đây là máy phát hành thẻ để mỗi lần sử dụng các bạn chỉ cần sử dụng thẻ này thay cho sử dụng tiền mặt. Và đây là máy bán hàng tự động, đây là máy giặt, máy làm khô. Khi quần áo chúng ta cho vào trong máy, đây là sau đó chúng ta bỏ tiền tính theo thời gian, ví dụ như 100 yên sử dụng trong 10 phút, 100 yên 10 phút. Vậy ví dụ như các bạn muốn vắt khô 20 phút, 30 phút hay là bao nhiêu phút thì chúng ta có thể tưởng chúng ta tính tiền như vậy. Rất là sạch. Hiện đại. Với những cái lượng quần áo khác nhau thì ví dụ như đây là các bạn nhìn thấy là 10kg này, hay là cỡ lớn hơn là 16kg. Máy quay liên tục. Sau khi đồ được giặt xong thì chúng ta mang ra bàn để xếp gấp rồi mang về. Đây là một mô hình rất hay, có thể phát triển, các nước đang phát triển. Và xu thế của thời đại là tự động hóa. Vì thế nên là mong một thời gian gần mô hình này sẽ phát triển ở Việt Nam. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.